Mến chào quý anh chị, và hôm nay giới thiệu với mọi người một căn nhà mặt tiền kinh doanh nằm trên trục đường DT725, vùng ven thành phố Đà Lạt, cách với sân bay Liên Khương là 11 km, nằm trên mặt tiền đường nhựa chính DT725, tuyến kết nối giữa hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà. Căn nhà có tổng diện tích là 569 m², ghi nhận trên sổ đã trừ lộ giới và có sẵn 100 m² đất thổ cư. Trên đất hiện tại là một căn nhà một trệt một lầu như trước màn hình anh chị đang theo dõi, là tổng thể căn nhà của chúng ta chỉ vừa được gia chủ hoàn thiện thôi anh chị. Nhưng mà hiện tại do chưa giải quyết được công việc cá nhân nên gia chủ đành phải bán đi, và mong là hữu duyên tìm được anh chị khách hàng nào mình đang tìm một căn nhà nằm trên mặt tiền đường kinh doanh ven thành phố Đà Lạt, sẵn cho việc định cư nghỉ dưỡng, và song song đó chúng ta cũng có thể kinh doanh buôn bán định cư lâu dài tại miền đất Lâm Đồng này. Căn nhà hiện tại được gia chủ chào bán với giá là 4 tỷ 800 triệu, một giá rất là tốt để anh chị mình sở hữu, thuộc xã Nà Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nhà nằm trên mặt tiền đường nhựa chính tỉnh lộ trung tâm của xã Nà Thôn Hạ, là cách đây chỉ 300 m thôi anh chị. Mình di chuyển thẳng theo hướng này là sẽ ra ngã ba cửa rừng, khu vực trường, chợ, ủy ban, tiện ích sống, vui chơi, giải trí của khu vực xã Nà Thôn Hạ đều tập trung ở ngay ngoài ngã ba này. Lát em sẽ di chuyển từ nhà đi ra ngoài để anh chị mình quan sát hạ tầng xung quanh ha. Và khu vực này cũng rất là an ninh, liền kề với mình là khu vực huấn luyện cảnh sát cơ động đó anh chị. Trước nhà là hướng mặt về rừng thông, khí hậu ở đây rất là mát mẻ. Và đặc biệt vào khu vực ngã ba cửa rừng này vào buổi sáng sớm, sương mây và khí hậu rất là lạnh đấy chị, tương đương như ở trên Đà Lạt vậy. Trong cái khoảng khung từ 5 giờ tới 7 giờ là sương sẽ dày đặc ở trên cái phần đường này, nhìn rất là thơ mộng. Anh chị nào thích những cái hình ảnh mờ sương như ở trên Đà Lạt thì buổi sáng nhìn ở đây rất là đẹp đấy anh chị. Đằng sau nhà của chúng ta cũng có quang cảnh là hướng về những cái dạt đồi núi và khu dân cư của huyện Lâm Hà, khu vực Nam Ban, Gia Lâm và Mê Linh đấy anh chị. Lát em sẽ lên trên lầu để em quay lại toàn cảnh ở phía sau nhà cho anh chị mình xem. Rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Và đây là nhân vật chính căn nhà của chúng ta hôm nay muốn giới thiệu với anh chị. Ranh giới của mình là từ giáp ranh cái phần xây này anh chị. Chiều ngang ở mặt tiền phía trước là 10,08 m. Từ hướng tay em chị này sang bên phải màn hình của mình là 10,8 m. Dài ra phía sau trừ lộ giới rồi là 56 m nha anh chị. Cái nhược điểm là ở phía đuôi chúng ta là còn lại là 10,15 m, chỉ là hơi top hậu một xíu thôi. Anh chị nào mình chấp nhận được cái nhược điểm này thì mình có thể tham khảo thêm ha. Khu dân cư hiện hữu này, hạ tầng đường điện hoàn thiện, cảnh quan ở trước nhà cũng rất là đẹp này, bao quanh là rừng thông. Khu trung tâm ngã ba cửa rừng nha anh chị. Toàn bộ xung quanh nhà đều được gia chủ xây rào kiên cố, phía trước đã làm cổng che chắn đảm bảo an ninh cho cái đời sống hàng ngày của mình. Hiện tại thì gia chủ có buôn bán kinh doanh trái cây ở trên cái mặt tiền đường này. Thì anh chị nào sau khi sở hữu mình muốn thì mình có thể chọn những loại hình kinh doanh khác nhau tùy theo cái mục đích của mình, không thì mình có thể làm kho bãi mình cho thuê cũng được. Toàn bộ phần hiên mái tre đều được gia chủ xây dựng kiên cố. Bên hông nhà là phần hòn non bộ này anh chị. Hiện tại thì không có để nước, nhưng mà mai này mình muốn thì mình có thể lấp đầy nước lên rồi mình nuôi cá.
tùy theo sở thích của mình. Đây là phần ở bậc tam cấp này. Rất đẹp ha. Toàn bộ cái màu sơn của căn nhà thì anh chị mình có thể thay đổi tùy theo ý thích của mình. Tổng diện tích của mình là 560 m². Hệ thống cửa của mình là hệ thống cửa gỗ nha anh chị. Những cái chất liệu gỗ thì em sẽ cập nhật sau, bởi vì hiện tại em chưa có cập nhật được thông tin. Dạ vâng ạ. Dạ. Không gian phía trước của chúng ta sẽ gồm có phòng khách nối liền ở phòng bếp và có một phòng nghỉ dành cho người lớn tuổi ở phía dưới này anh chị. Rất là tiện. Anh chị nhà mình có người lớn ở dưới này thì sẽ không có đi lại lên cầu thang, không có ảnh hưởng tới cái quá trình sinh sống hàng ngày. Ở phía trên trần là được ốp gỗ kèm trang trí nội thất đèn. Tất cả đã hoàn thiện và chỉnh chu rồi anh chị. Chỉ có những cái chi tiết nào mà anh chị mình cảm thấy nó không có hợp lý và chưa có đúng ý của mình thì mình có thể cải thiện lại. Việc này thì cũng rất là dễ dàng. Tổng thể không gian phòng khách của mình này. Tiếp đến là không gian sinh hoạt chung. Hiện tại chưa có setup bàn ăn thì mai này anh chị mình có thể để không gian bàn ăn của mình ở đây. Tiếp đến là mình cải tạo lại không gian bếp này. Đây là khu vực bếp hiện tại đang có sẵn. Anh chị nào mà mình chưa ưng ý thì mình có thể cải tạo lại thêm cho nó chỉnh chu hơn. Tiếp đến là một phòng ngủ thứ hai. Đây là phòng ngủ của hai anh chị chủ đó anh chị. Tiếp đến là không gian khu vực vệ sinh. Dạ con mở cái đèn. Không gian phòng tắm và vệ sinh chung của gia đình anh chị. Đây là không gian sinh hoạt giặt giũ. Ở dưới này là khu vực bếp phụ. Anh chị mình có thể làm khu vực kho, hoặc là mình muốn làm khu vực vệ sinh ngoài trời tại khu vực này đều rất là tiện. Hoặc là mình muốn làm cái khu vực để nấu nướng riêng cho sạch sẽ thì mình có thể làm ở phía dưới này. Và cảnh quan ở phía sau nhà là trước màn hình anh chị theo dõi là hướng mặt về cánh đồng lúa. Và toàn cảnh về khu dân cư. Xa xa bên góc bên phải này là những cái dãy đồi về phía xã Mê Linh tiếp giáp với thành phố Đà Lạt đấy anh chị. Nhìn rất là đẹp ha. Buổi sáng thì sương mây phủ kín đằng sau này luôn đấy anh chị. Ở phía dưới này gia chủ có để một cái hồ cá. Anh chị nếu mình muốn thì mình có thể nuôi cá. Không muốn thì mình có thể cải tạo đổ đất lên để mình làm khuôn viên cho khu vườn của mình. Ở phía dưới này cũng có một cái không gian nhỏ để trồng rau màu này. Thì anh chị mình có thể trồng những loại rau mùi, loại rau củ mà mình thường sử dụng hàng ngày tại khu vực này, hoặc là mình cơi nới thêm ra khu vực hồ, trường hợp mà mình không thích nuôi cá. Và ở phía đuôi đất đấy anh chị, là em chia sẻ là còn lại là 10.18m, đằng trước là 10.8m, đó là cái nhược điểm của cái thửa đất này. Còn hiện tại thì cái vấn đề mà thấp hơn đường hay là không thấp hơn đường thì gia chủ cũng đã xây dựng hoàn thiện cái phần móng hết rồi, cải tạo kiên cố chắc chắn. Và mục đích của gia chủ mình xây là để ở anh chị, nên cái phần nhà mình không có lo lắng về cái chất lượng ha. Dạ. Có 3 phòng ngủ. Dạ. Dạ vâng ạ. Toàn bộ cái hệ thống gạch trong nhà đều là gạch men anh chị. Ở bên hông này thì chưa có hoàn thiện cái phần ngăn cách giữa cái khu vực cầu thang, nên anh chị sau khi sở hữu chắc mình phải
cải tạo lại cái phần này để cho đảm bảo trong quá trình mình di chuyển đấy anh chị. Nhìn chưa có làm xong nhìn khá là nguy hiểm ha. Trên lầu là khu vực thờ tự, tùy theo cái mục đích mình sử dụng thôi anh chị. Bên này là không gian phòng ngủ của trẻ nhỏ. Đây là phòng thờ, dạ, lát nữa con ra ngoài xong quay bên trong này đã. Tiếp đến là phòng ngủ thứ hai. Những phòng ngủ của con cái đều được gia chủ để ở trên lầu đó anh chị. Và đến là phòng ngủ thứ ba. Trên lầu chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ nha anh chị. Và đây là phòng mà cô chú có nói là phòng mục đích là để sử dụng làm phòng karaoke đó anh chị. Thì hiện tại chưa có setup bài bản, mới chỉ để màn hình tivi, tủ ở đây thôi. Mai này mình có thể để bàn ghế và sử dụng tùy theo mục đích của mình. Mình cũng có thể sử dụng làm phòng ngủ cũng được, phòng ngủ master, phòng ngủ lớn anh chị. Đây là không gian bên hông, đường luồng của mình. Tất cả những cái đường luồng đều để không khí lưu thông ra ngoài. Bên cạnh là hàng xóm anh chị. Cái khoảng đất trống ở phía sau đất của mình làm cái khuôn viên trồng rau củ như ở phía dưới này nè, của cái nhà hàng xóm này. Cái trước nhà là hướng nó rừng thông. Dạ. Tiếp đến là khu vực vệ sinh ở trên lầu. Dạ vâng. Ở phía dưới chúng ta sẽ có 2 nhà vệ sinh. Ở phía trên chúng ta sẽ có thêm 1 nhà vệ sinh riêng ở trên lầu nữa. Đây là khuôn viên sân thượng đằng sau nhà đấy anh chị. Khu vực này có thể cùng với người nhà ra đây thư giãn. Nhìn cảnh quan rất là đẹp ha. Xa xa đồi núi trập trùng. À, buổi sáng là có thể săn mây ở phía dưới này anh chị. Những căn nhà ở phía dưới này vào buổi sáng là nó mờ sương hết, mình không có nhìn thấy được cái khoảng dân cư đâu. Mình chỉ thấy một khoảng trắng lơ lửng ở ngay phía dưới chân của nhà mình đó anh chị. Giờ xa xa kia vẫn còn sương này. Thống nước nóng lạnh, sử dụng gạch là gạch ngói nha anh chị, rất là mát. Toàn bộ hệ thống cửa là cửa gỗ. Có một số chi tiết là chưa hoàn thiện thì anh chị cũng có thể cải tạo và chỉnh sửa theo cái ý thích của mình. Những chi tiết tiểu tiết thì nó sẽ khó mà đáp ứng được cái sở thích của mình, tùy theo gu thẩm mỹ của mỗi người anh chị. Dạ vâng bạn. Dạ. Yeah. Tiếp đến bên này là không gian thờ tự. Thì cái này anh chị muốn thì sau khi sở hữu mình có thể vào mình sắp xếp lại tùy theo cái hướng mà mình muốn sử dụng. Còn đây là toàn cảnh ở trước nhà này anh chị. Hướng về những cái giạt thông. Bao quanh ở đây là đồi thông nên rất là mát mẻ và trong lành. Ở đây rất gần tiện ích sống nha anh chị. Anh chị mình nhìn có thể thấy là hơi thưa, nhưng mà lát em sẽ di chuyển từ nhà đi ra ngoài tỉnh lộ để anh chị mình cảm nhận. Từ đây mình cách với sân bay Liên Khương là 11 km. Và mình di chuyển về trung tâm thành phố là 40 km. Cách với cao tốc là khoảng 8 km đấy anh chị. Toàn bộ
Nhà được xây kiên cố, dằn cốt, nhìn nó là chắc chắn. Hiện tại thì nội thất chưa được lấp đầy nên chắc chắn là sau khi mình hoàn thiện xong sẽ rất là đẹp đấy anh chị. Và vừa rồi em cũng đã chia sẻ sơ bộ về bên trong căn nhà của chúng ta. Giờ em sẽ tiến hành đi ra ngoài và tiến hành đi ra ngoài những cái tiện ích sống để anh chị mình tham khảo thử căn nhà chúng ta phù hợp với những anh chị mình có song song giữa hai mục đích là vừa định cư vừa có thể kinh doanh buôn bán, và đằng sau nhà chúng ta cũng có những khoảng không gian riêng tư và nhà thuộc sở hữu của hộ gia đình nên được xây dựng rất là tuyệt vời, không có phải là xây dựng để bán, nên chị mình yên tâm về cái vấn đề chất lượng trong cái quá trình xây dựng. Tuy nhiên thì còn một số chi tiết chưa hoàn thiện,